Rồi thân mến chào cả nhà nha. Kính chúc quý cô bác anh chị mình ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Bữa nay em tiếp tục lên một số cây sứ hạt nữa nha cả nhà. Thì em xin phép nói sơ một chút nha. Cái này là dòng sứ hạt nha cả nhà. Tại cũng có một số anh chị đâu vô Bình Tân á, nói sao mà bán cây nhỏ xíu mà giá nó cao vậy, người ta bán cây chà bá luôn cũng có mấy chục ngàn à. Thì em cũng xin phép nói là cây dòng này là dòng sứ hạt, nó khác dòng sứ ghép nha cả nhà. Sứ ghép thì giá đó của nó sẽ rẻ hơn rất nhiều nha. Rồi em vô cây đầu tiên nha. Thì bên em lúc nào cũng có giao hàng tổng quát hết nha cả nhà. Cây đầu tiên là có một cây đơn nha, màu đẹp nha cả nhà, cây số 1 nha. Cây này cái màu nó đẹp hơn là cái dòng kim ngân nữa nha. Ở trong này là trắng, cái họng là họng nâu nha, họng nâu. Nó có cái sọc đỏ ở giữa những cái cánh này, rất là đẹp nha. Phối màu cực kỳ sáng nha. Màu sáng. Cái dòng đơn này thì nó rộ bông lắm nha cả nhà, cứ yên tâm nha, rộ chùm nha. Bây giờ nụ thì nó rộng hết rồi. Rồi cây phân tàn ở trên này, một hai nhánh ở trên này nha. Củ già nha cả nhà. Củ già nha. Cây này củ chắc cũng bằng cùm tay nha. Chiều cao cây này từ mặt chậu là cỡ 1,5 tay nha cả nhà. Rồi cây số 1 này em báo giá là 70k nha. 70k cho cây số 1, một cây đơn màu đẹp nha. Giá 70. Tiếp số 2 là em có một cây vàng cam gân nâu nha. Vàng cam nhưng mà cái lớp ngoài là nó có lem nâu nha cả nhà. Lớp ngoài là nó lem nâu đẹp lắm nha. Lem nâu nâu nha. Lem nâu ở ngoài cái rìa cao. Đẹp lắm nha. Cánh nào nó cũng có nâu hết nha. Vàng hai lớp nha. Vàng cam hai lớp. Cây này chậu này trong này là hai cây nha cả nhà. Hai cây rất là đẹp nha. Củ dán lục lật nha, củ nào cũng lấy củ bằng cùng tay hết nha. Hai cây nha cả nhà. Cây này nếu như mình mua cái chậu này hai cây là mình có thể chơi được hai màu nha. Cây này thì em chưa biết mặt bông nó như thế nào nha cả nhà. Đây chậu số 2 này hai cây em báo giá là 120k nha. 120k cho cặp số 2 này, dán đẹp nha. 120k. Này mình vô về mình vô mấy cái chậu mini rồi á, mình để chơi cũng đẹp lắm nè. Vô luôn hai cây vậy nè. Chơi mini rồi cũng đẹp. Em tiếp số 3 nha. Số 3 là em đang bán một cây hoa trắng hai lớp nha cả nhà. Sai hoa tròn cánh dày cui nha, cánh dày lắm nha. Cánh rất là dày nha. Nụ thì cũng rộng hết luôn rồi nha cả nhà, còn có một hai nụ luôn nha. Cây trắng. Cây này cũ già lắm nha. Rải dưới đây là loại chất chậu nha, nó méo chậu hết rồi nè. Là một cục hết rồi. Nhổ lên là để một cục ở dưới đất chậu á. Rồi cây cũ già nha, chiều cao cây này từ mặt chậu lên là khoảng 1,5 tay nha. Một cây hoa trắng sai hoa tròn nha, cánh dày. Rồi cây số 3 này em báo giá là 90k nha. 90k cho cây số 3 nha cả nhà. Giá 90, một cây hoa trắng như hình nha. Em tiếp số 4 nha. Tiếp số 4 là em có một cái cây siêu mini nha cả nhà. Một cây đơn siêu mini màu rất là đẹp nha. Màu tím đen nha, nhưng mà trong cái cánh của nó là nó có gân 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 nha, gân gân trắng trắng nè. Nó lem trắng nữa nè. Màu cực kỳ phê nha cả nhà. Tím đen. Nhưng mà trong cái cánh của nó là nó có chạy cái gân đỏ ở giữa cái cánh nha. Đã lắm nha. Cực kỳ đã luôn á. Màu đẹp lắm nha. Xoay qua tròn cái họng đen thui luôn nha. Họng đen thui luôn. Nụ đứng sần luôn nha. Nụ đứng sần nha. Cây này thì cũ cũng già rồi nha. Chiều cao cây này cỡ hơn nửa găng tay một chút rồi nha. Cây mini để bàn nha. Cây này để bàn rồi uống trà rồi. Bao đẹp luôn. Rồi cây số 4 này em báo giá là 200k nha. Cây này bữa em bán 300, bữa nay giảm giá cho cả nhà mình mua ủng hộ nha. Cây này em báo giá là 200k nha. 200k một cây đơn mini nha. Em tiếp số 5 nha. Số 5 là em có một cái cây màu lạ nha cả nhà. Nói chung cây này là màu VIP lắm nha. Một bên là nó trắng xám, còn một bên là nó nâu, gân nâu tím nha. Gân nâu tím đen gì hết nha, đầy đủ hết. Nhưng mà trong cái lớp cánh của nó là nó có chạy gân tím tím rồi nha. Chạy gân nhìn nó chá rất là đẹp nha. Bông này thì nở này 2 ngày nè. Màu cực kỳ phê nha. Gân nha. Cây này sai hoa mini nha cả nhà, sai hoa nhỏ xíu à, bằng ngón cái của mình à. Tại vì cái cây này là cái dáng của nó là sai hoa nhỏ nha, cái lá nó nhỏ xíu luôn nha. Bộ lá với lại hoa đầu nụ rồi nó rất là hợp với nhau, rất là hài hòa nha. Màu cực kỳ phê nha cả nhà. Cây này mà ai sưu tầm về làm giống là mình bao đẹp luôn. Cực kỳ đã luôn nha.
Cây này củ cũng bự hơn ngón chân cái chút nha. Chiều cao cây này từ mặt chậu lên là khoảng cỡ một gang rưỡi tay nha. Một gang rưỡi tay. Còn một cây số 5 màu lạ này em báo giá là 400k nha. 400k một em màu lạ đẹp nha. Cây này cực kỳ phê nha. Tiếp số 6 là em đang bán một cái cây ba lớp nha cả nhà. Nửa trắng nửa xanh nha. Một bên là nó màu trắng, một bên là màu xanh nha. Ở ngoài mình nhìn nó xanh xanh đó, để nhìn cái màu nó phê lắm. Nửa trắng nửa xanh nha. Bông đứng cuốn ngắn nha cả nhà. Bông đứng cuốn ngắn nha. Cây này nậu nhiều lắm nha. Chùm nậu khoảng mười mấy mà nó rộng hết rồi nha. Màu cực kỳ đã luôn. Màu phê lắm nha. Cây này ai sưu tầm về làm giống là cũng đã lắm nè. Tại cây này cũ già nha. Cũ dưới đây nhổ lên chắc cũng bằng cầm tay rồi nha. Dưới đây phân tàn hai nhánh. Chiều cao cây này từ mặt chậu lên là khoảng một gang rưỡi tay nha. Một cây màu rất là đã nha. Sáng màu, nửa trắng nửa xanh. Cây này cây số 6 nha. Cây số 6 này em báo giá là 250k nha. 250k cho cây số 6. Tiếp số 7 là em có một cái cây hai lớp sai qua to nha cả nhà. Sai qua to lắm nha. Hai lớp nhưng mà lớp ngoài là nó màu trắng nha. Ngoài nó trắng còn lớp trong này nó gan. Lớp trong này nó gan hồng nha. Gan hồng. Màu sáng màu lắm nha. Sai qua to sáng màu nha. Gan nhìn đẹp lắm nha, nụ nhiều luôn nha. Chùm nụ nhiều lắm nha. Ở trên này phân tàn hai nhánh nha cả nhà. Phân tàn hai nhánh, ở dưới đây nó dưới gốc là nó phân tàn 5-6 nhánh ở dưới gốc này nha. Chùm dưới đây nữa nha. Rồi, cây này cũ cũng bằng cầm tay nha. Chiều cao cây này là hơn 2 gang tay nha cả nhà. Từ mặt chậu lên là hơn 2 gang tay. Rồi, cây số 7 này em báo giá là 90k nha. Một cây sáng màu nha. Giá 90. Rồi, bữa nay em có mấy cây à. Quý cô bác mình có yêu thích cây nào thì alo cho em nha. Thì số điện thoại cho ngày đăng em có để trên màn hình nha cả nhà. Rồi, rất là cảm ơn quý cô bác mình đã xem và ủng hộ nha. Kính chúc cả nhà thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha.